Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của cửa hàng Giang Kiều. Số điện thoại của cửa hàng là 0343 868106 và 0986183445. Cửa hàng em nằm gần Ủy ban Nhân dân xã Cô Hê, EK Đắk Lắk, ở km 52 quốc lộ 6 nha mọi người. Đó, anh em nằm ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng để xem máy nha, cũng như là để ủng hộ cửa hàng chúng em. Em xin cảm ơn mọi người. Rồi ngày hôm nay thì em lên cho mọi người bốn con máy cưa nha mọi người, bốn con máy cưa. Hôm nay trời nó đang mưa thì nếu mà có ồn thì anh em cũng thông cảm. Với lại hôm nay lên tối quá thì sẵn chỉ dọn ra vài cây để lên cho anh em thôi nha, hôm nay bận quá anh em. Để rồi thì trước khi vào lô máy thì em xin giới thiệu cái mấy dòng nhớt bên cửa hàng đang bán nha mọi người. Đó thì bên em đang có hai loại tầm trung. Đó, hai chai này là nhớt tầm trung nha, chai này giá 80.000 và chai này giá 90.000. Thì nó là tầm trung thôi nhưng mà xài cũng rất là tốt cho máy nha mọi người, có bảo vệ con máy mình được. Thì bên em bán cho địa phương và cũng như là có sử dụng nhiều rồi đó, thì cam đoan được chất lượng cho mọi người nha. Đó, đảm bảo được nhớt hàng chất lượng. Chứ dòng hai thầy mà mọi người dùng cái nhớt cho nổi trên thị trường thì nó rất dễ là hư con máy mình nha mọi người. Đó là hai dòng nhớt tầm trung nha. Rồi còn đây hai chai nhớt gọi là nhớt tốt hơn nha mọi người. Nó nhớt cũng là Havoline nhưng mà chai này chất lượng nó sẽ tốt hơn cái chai tầm trung hồi nãy nha. Cái này gọi là gì, hàng cao cấp mọi người. Đó, còn chai này là nhớt Huawei chính hãng, thì cái dòng hô chính hãng thì anh em cũng đã biết cái thương hiệu của nó rồi nha. Đó, thì chai Havoline này chất lượng nó sẽ tương đương, thậm chí là hơn cái chai Huawei này nha. Đó. Rồi anh em mà còn cái loại nhớt nào thì cứ liên hệ cho cửa hàng nha mọi người. Rồi thì em xin nhắc lại đến thật mua bán của cửa hàng luôn nha. Thì cửa hàng em có nhận ship series toàn quốc á, thì anh em ở đâu em cũng có thể ship tới tận nhà cho mọi người luôn nha. Đó, đến nơi thì anh em cứ khui hàng ra, kiểm tra con máy rồi test nổ ok hết thì anh em mới phải thanh toán tiền cho shipper cho mọi người. Đó, rồi khi mọi người chốt con máy á, thì em sẽ nhận cọc 200 nha. Rồi em xin phép vô lô máy luôn nha mọi người. Thì con số 1 nha, con số 1 là một con tay cục Maru nè. Đó, em lấy làm sơn của nó luôn. Đây. Con số 1 là con tay cục Maru nha mọi người. Đó, cái dòng Maru này thì anh em cũng biết rồi, đặc biệt cái dòng cái con này nữa là cái con trợ lực hồi nha. Nó trợ lực hồi là kéo thẳng tay lên thả xuống là nó sẽ nổ nha mọi người. Đó, con máy cũng còn rất là đẹp nè. Đó, nguyên rin đồ hết luôn. Đó, con máy cũng cực kỳ đẹp. Rồi, cái này cái dáng của nó mọi người. Đó, ở đây lâu quá là nó sạch bóng rồi nha. Đó, con máy còn rất là đẹp nha mọi người. Đó, con này thì nó hơn 30cc nha. Đây, thông số của nó đây mọi người. Đó, 30.1cc nè. Trọng lượng là 3,6kg nè. Đó, con máy có vú âm xăng nha mọi người. E tự động luôn. Đó, E tự động luôn. Rồi, đặc biệt là nó có cái trợ lực hồi nè. Đó, như em nói, chuông đồ của nó đây mọi người. Đó, cái chuông của nó nè, chưa có một vết gì gọi là dấu ăn cưa luôn nha. Đó, một con máy như chưa xài luôn nha mọi người. Rồi, đi với nó là cây lam dài 4 tấc nha mọi người. Đó, cây lam dài 4 tấc. Rồi, đi với nó về bãi về là nó là cái sợi xích hợp kim luôn nè. Đó, nhưng mà cái sợi xích này nó hơi ấy xíu thôi, để khi đi thì em sẽ lên cho mọi người sợi xích mới luôn nha. Đó, anh em là thích xích hợp kim thì em tặng luôn mọi người sợi xích này cũng được. Đó, em test nổ con máy luôn nha mọi người. Đây, con này trợ lực hồi thì mọi người kéo thẳng tay lên là công tắc nó là lên là tắt nha, xuống là mở. Rồi,
máy cực kỳ chạy nổ luôn nha mọi người. Con này thì phù hợp với anh em để leo cắt tỉa cành nhánh hoặc là tỉa cây cảnh rồi á, nó trọng lượng nhẹ nữa, nó dễ dàng nổ nữa mọi người. Thôi con này thêm để mọi người mức giá là 2,4 triệu nha mọi người. Đó, con này 2,4 triệu bao phí vận chuyển đầy đủ tiếp điều chỉnh luôn cho mình nha. Một con Maru công suất hơn 30cc. Rồi qua con số 2 nha mọi người. Con số 2 là con X-Tinh 020 nha. X-Tinh 020. Đây con máy đó mọi người. Còn rất là đẹp luôn nha. Đó, con này thì nó có bị mất cái chữ ở đây thôi. Màn hình nha mọi người. Đó. Cái phần này nó bị thiếu. Nó cũng không có ảnh hưởng gì nha mọi người. Nó thiếu một cái miếng nhựa ở đây thôi. Nó cũng không có ảnh hưởng gì tới con máy hết. Nó ốp le mà vẫn đầy đủ, sản xuất đồ đầy, ngon lành hết nha. Rồi. Nó dùng một cái ốc xuyết lam nha mọi người. Con máy mặt trước còn cực kỳ đẹp luôn. Con này thì nòng nó 40 ly nha. Đó, anh em mà đi khai thác tầm trung đồ, mình dùng những con này nó cũng rất là hợp lý nha mọi người. Giá cả hợp lý và công suất nó cũng khá là mạnh nữa. Rồi em test nổ con máy luôn nha mọi người. Rồi con 020 này em để mọi người mức giá là 3,3 triệu nha. Đó, 3,3 triệu tao với vận chuyển luôn cho mọi người. Anh em nào mà cần mấy con lóc nhôm để đi khai thác rồi á, đó thì lựa chọn dòng này cũng được nha. Giá cả nó cũng khá là phải chăng mọi người. Rồi qua con số 3 nha mọi người. Con số 3 là một con X-Tinh 201C nha. Con máy còn rất là đẹp luôn mọi người. Bởi cùng tem rồi các thứ nè. 201C. Có nấm vú bơm xăng luôn nha. Đó, con này có giật trợ lực luôn nha mọi người. Đây. Con này thì ngoại hình nó rất là đẹp nha. Mặt lóc trước nó lóc nhôm chưa chạy một miếng nào luôn nha. Đó. Con máy mọi người cực kỳ đẹp luôn. Đó, nhưng mà con này á thì em lấy bãi về, nhưng mà ngoại hình nó đẹp. Đó, nhưng mà con này thì ở trong nó kiểu người ta xài bị xích nó chém á mọi người. Đó, thì xích nó chém thì cái này nó cũng không ảnh hưởng gì tới thấy nha, nó chỉ bị gọi là mất thẩm mỹ thôi mọi người. Đó, xích nó chém nè. Đó thì về phần vận hành của con máy thì nó còn nguyên rin đồ hết thì xài nó cũng còn rất là tốt nha. Đó, thì nó chỉ xấu về cái phần ngoại hình, phần nhìn đó mọi người. Đó, chứ còn xài thì cho mọi người nghe cái tiếng nổ của con máy luôn thì mình sẽ biết nha. Nó con này cũng giật trợ lực luôn. Cực kỳ chạy nổ luôn nha mọi người. Con này hơi nó còn chắc nịch luôn nè. Đó. Hơi như chưa xài nha. Chẳng qua là nó hơi bị xấu cái phần nhìn xíu thôi mọi người. Còn giật cái là nổ nha. Kéo nhẹ luôn á. Do nó là trợ lực mà. Đó. Anh em nào ưng con máy này thì liên hệ nha, em để mọi người mức giá là 2,7 triệu nha mọi người. Nó 2,7 triệu thôi.
em sẽ lỗ luôn cho mọi người nha. Đó, chứ con máy hơi đồ bao chắc luôn cho mọi người nha. Đó, cực kỳ chắc luôn. Đó, chỉ có bị bên phần này là bị xích nó cào sơ quá vậy thôi mọi người. Đó, còn mọi thứ con máy nó bao đẹp luôn nha. Đây làm xích của nó mọi người, xích nó còn như xích mới luôn nha. Đó, con này quá rẻ luôn mọi người, 2,7 triệu nha. Đó, anh em nào cần thì liên hệ. Rồi, con số 4 nha mọi người. Đó, con số 4 là đây, con Hestin 381 nha. Còn 381 đời 212 nha mọi người. Đó, 381 đời 212. Thì cái này nắp xăng với nắp nhớt của nó là nắp pin nha. Đó, anh em nhiều anh em nhầm cái 381 là nó luôn luôn phải có gạch, nhưng mà cái đời này là nắp rin của nó là như vậy nha mọi người. Đó, con máy đó mọi người nguyên rin đồ hết nha, nó hoạt động rồi, mọi chức năng rồi hoạt động chân chu. Cái ốp lam thì em có tút lại nha mọi người. Đó, ốp lam thì em có tút lại. Đó, thì phần nào nói tút lại thì em nói luôn cho anh em. Đó, còn con máy thì em vẫn dùng cái ốp lam nó để em tút lại cho mọi người, nên là ốp lam mình cũng ốp lam rin thôi. Còn con máy thì nói chung là nguyên rin nguyên bản là hết nha. Anh em nào mà biết về cái dòng 381 á thì nhìn cái đời 22 là cực kỳ mê luôn nha mọi người. Nó cái đời 381 mà đời 22 là chạy cực kỳ sướng luôn á. Đây nắm giật lớn rồi các thứ. Rồi, em test nổ con máy luôn mọi người. Con 381 này thì em bán độc không nha mọi người. Độc không giá nó là 7 triệu nha. Đó, anh em nào cần làm xích thì cứ alo em nha. Em có làm xích được cho mọi người luôn. Mà em đăng giá độc không, anh em nào có làm xích rồi thì về mình lấy cái làm xích, mình bỏ độc không vô mình chạy ngon lành nha mọi người. Nguyên pin đủ hết thì chạy bao sướng luôn cho mọi người rồi. Sẽ gỗ luôn các thứ. Cái dòng 381 thì công suất nó tới 72cc mọi người. Sẽ bán luôn các thứ là bao xài luôn. Rồi thì hôm nay em lên cho mọi người lô 4 con máy cưa nha. Đó, anh em nào mà ưng con máy nào thì cứ alo cho em nha mọi người. Rồi, em có để số điện thoại ở bên góc trái màn hình đó, cả hai số đều có dùng Zalo luôn. Anh em nào mà thấy hay cho em xin một phút like và một phút đăng ký kênh nha. Và cảm ơn mọi người ạ.